Xin chào các bạn, hôm nay Trang Sức Em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm bộ dây chuyền chữ C lấp lánh. Sản phẩm được thiết kế và chế tác theo phong cách chuẩn Hàn, giúp các chị em càng thêm xinh xắn và năng động hơn, mang ý nghĩa tượng trưng cho tên người đeo. Sản phẩm hiện đang được khách hàng vô cùng yêu thích và lựa chọn. Hãy cùng Trang Sức Em và tôi lựa chọn cho mình một bộ dây chuyền phù hợp với phong cách và gu thời trang riêng bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.